Kính thưa quý vị, chúng tôi Trần Hồng Tiến một lần nữa xin tái ngộ cùng quý vị. Như quý vị đã biết, mấy lâu nay chúng ta cứ bàn tán và bàn thảo và nói rất là nhiều về COVID-19 và sự ảnh hưởng của nó như thế nào. Chúng ta nghe tin tức và những tin tức rất là gọi là bi quan và tiêu cực, và nghe thấy hình ảnh là người chết chóc và con số càng ngày càng tăng cao. Thưa quý vị, không thể nào chúng ta thoát khỏi được cái cảnh này, và cách ly trong nhà cũng đem tới cho chúng ta một số gọi là ảnh hưởng phụ khác. Thì hôm nay một lần nữa chúng tôi mời bác sĩ Nguyễn Thượng Trí, là một board certified về ngành tim mạch và nội thương ở trong San Diego của chúng ta. Thì chúng tôi hôm nay có một cái topic gọi là rất là không phải là nhẹ nhàng hơn, nhưng mà có những cái ảnh hưởng khác phụ về cái vấn đề COVID này, thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Xin kính chào bác sĩ. Dạ, xin kính chào anh Thuyết và xin kính chào quý vị. Dạ, như anh Thuyết vừa nói. Dạ, như bác sĩ thấy đó, chúng ta thì bây giờ đang cách ly, bác sĩ cũng đang ở nhà, Thuyết cũng đang ở nhà ngồi cách ly và nói chuyện với nhau. Thì theo bác sĩ thấy đó, những cái tin tức bây giờ này đưa ra, có một số tin tức thì gọi là rất rất là tiêu cực, và có một số tin tức gọi là cha mẹ ngồi ở nhà thì con cái bây giờ này ở trong nhà tù túng quá, không đi ra ngoài được, thì nó đưa ra những cái bệnh phụ như trầm cảm, hay là đưa ra nếu mà chung đụng nhiều quá thì cãi vã, rồi vấn đề ly dị cũng đưa vấn đề cái gọi là cái con số mà vợ chồng ly dị nó cao hơn. Rồi có những cái ảnh hưởng phụ về COVID này nó rất là mạnh hơn nữa, chứ không phải là chỉ có cái COVID là chúng ta sợ về nó không. Thì thưa bác sĩ, có thể theo một cái nhìn của bác sĩ thì những cái ảnh hưởng phụ này nó có tác dụng như thế nào bác sĩ? Thưa anh Tiến và quý vị, thì cái đa số chúng ta đang trải qua cái giai đoạn rất là khó khăn. Mình phải ngồi nhà hoặc là mình phải cô đơn, phải cô độc, phải đối phó những vấn đề về kinh tế, không biết cái tương lai nó ra làm sao, rồi có những sự bực bội, những cái khó chịu về mặt thể xác lẫn tâm lý. Do đó đây là một giai đoạn mà rất là quan trọng mà chúng ta tìm mọi cách để đối phó và hy vọng sẽ được vượt qua. Đó là lý do chúng ta có buổi nói chuyện hôm nay. Dạ, thì đó thì cũng là với tâm tình đó, thưa bác sĩ, thì chúng ta ngồi ở nhà thì có một số người bây giờ này gọi là thất nghiệp, một số người có thương mại thì không đi làm được. Dĩ nhiên là bây giờ này có nhiều số người đang lãnh tiền thất nghiệp, thì cái số lượng mà gọi là cái người mà cái tâm thần của mình bây giờ này nó bị dồn rất là nhiều. Thì so với những cái chiến dịch hoặc là những cái dịch trước đây, thì những cái COVID này nó có những cái tầm ảnh hưởng khác rất là nặng hơn. Thì thưa bác sĩ, nếu mà như vậy, những cái tâm lý như vậy thì làm sao mà đối phó được bác sĩ? Nếu mà cái những vấn đề này anh Tuyết, thật ra nó không có dễ dàng lắm đâu. Thì nói thì dễ, làm thì khó, mà khi mà chúng ta trong cái cảnh ngộ thì mới biết. Thì trong hoàn cảnh này á, có một cái mà chúng ta nên nghĩ tới là mình không phải là đang đối phó với vấn đề này chỉ một mình không phải đơn độc. Mình khi mình có một cái sự chia sẻ là cùng hội cùng thuyền thì mình cảm thấy dễ chịu hơn. Tức là mình nghĩ là trên toàn nước Mỹ này hay là trong cái phạm vi thành phố này đi, cũng rất nhiều người đang chia sẻ hoàn cảnh này cùng với mình lúc này, thì có sự khó khăn đó. Đương nhiên có những người lúc này đang làm tiền rất nhiều, như là Jeff Bezos chẳng hạn, nhưng mà cái đó thì hiếm hoi. Cái số còn lại chúng ta thì trải qua hoàn cảnh khó khăn. Do đó thì thứ nhất là mình chấp nhận đúng cái hoàn cảnh rất khó khăn, những vấn đề tâm lý sẽ xảy ra. Nhưng mà cái kế tới là chúng ta có những biện pháp nào, những cái cách nào để cho cái hoàn cảnh nó đỡ hơn, và chúng ta bớt đi những sự bực bội và trầm cảm. Và chúng ta hy vọng là khi mà cái COVID nó xảy qua rồi, chúng ta sẽ trở lại làm việc lành lặn và sẽ trở lại như cũ. Thì như bác sĩ thấy đó, cái vấn đề mà gọi là cách ly hoặc là những cái lệnh cấm mà không đi ra ngoài đường được đã ảnh hưởng chúng ta cũng cả gần một tháng nay. Và cái lệnh này cho tới cuối tháng 4 và cuối tháng 4 này mới là hết cho toàn nước Mỹ, và có thể California chúng ta bị nặng hơn. Thì theo bác sĩ thấy đó, như vậy thì ảnh hưởng về cái kinh tế hoặc là cái tâm lý, thì hoặc là bệnh trầm cảm trong cái vấn đề gọi là không có thể nào thoát ra được trong cái tư tưởng của mình đó, thì bác sĩ thấy mình có những cái biện pháp gì khác ngoài là giống như ở nhà ai cũng khuyên mình đi exercise hay là nói chuyện với nhau để mà thương yêu nhau, bác sĩ thấy có một cái cách nào hay là có một cái biện pháp nào khác ngoài cái này không bác sĩ? Nó rất là khó anh Tiến, nhưng mà một lần nữa thì
chúng ta như mình nói hồi nãy có hai cái sự chọn lựa, hoặc là mình tích cực hoặc là mình tiêu cực. Nếu mà nói là mình cố gắng mình không nghĩ tới những cái hiện trạng đang xảy ra thì hơi khó. Nhưng mà mặt khác á, nếu chúng ta tìm những cái gì đó mà tích cực để mà chúng ta hoạt động, gọi là participate đó, thì nó sẽ, tôi nghĩ là nó sẽ giúp đỡ được. Thí dụ chúng ta vẫn tiếp tục duy trì những sức mạnh về thể xác bằng cách là tập thể dục, mình phải thích ứng với trường hợp, với hoàn cảnh để mình tìm cách để những tập thể dục trong nhà chẳng hạn, ăn uống vẫn đều đặn, thuốc men nếu cần cũng dùng như đầy đủ và đều đặn, cố gắng đừng dùng rượu hoặc là những loại thuốc mà kêu là illicit đó, để mà mình giải sầu, tại những cái tác hại của rượu và thuốc phiện thì rất là nguy hiểm. Rồi có những cách khác, thí dụ như là mình nên tích cực là mình trở thành một cái nguồn động viên cho những người khác. Cái lúc này là cái lúc chúng ta không phải là ở trong nhà isolate, là nghĩa là mình phải cắt đứt với những cái thế hệ, những cái liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhất là trong giai đoạn 2020, chúng ta có rất nhiều phương tiện, chúng ta có telephone, có Facebook, có Twitter, chúng ta có những cái Zoom, bằng mọi cách chúng ta liên lạc. Nhưng mà cũng nói là mình liên lạc nhưng với cách là mình tích cực, tức là mình động viên lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Thì mình biết khi một cái tiêu cực nó đưa ra thì sẽ đối lại, thường thường là một tiêu cực mà nó càng đi vô cái ngõ sâu. Thật ra nếu mà mình đưa ra những cái tích cực, mình động viên lẫn nhau thì kết quả có thể sẽ tốt hơn. Dạ, có nghĩa là dùng positive để mà nâng đỡ với nhau chứ không nên là dùng negative trong thời gian này. Tức là hai cái thái cực mà đều là âm hết thì cũng hơi mệt không bác sĩ? Dạ, đúng vậy. Dạ. Và cùng với đó thì các tâm lý gia khuyên là chúng ta nên tìm gì làm để mà chúng ta cảm thấy hữu ích và tích cực. Tôi hôm qua có nói chuyện với bệnh nhân thì rất là vui khi biết là một gia đình đang may rất là nhiều cái khẩu trang bằng vải và để họ tặng những người khác. Thì hai vợ chồng rất là vui vẻ và đã may hơn 500 cái rồi và gửi đi Texas, Dallas và San Jose. Cái đó rất là hay. Thì tôi nghĩ là mình có thể tìm những cái việc tương tự để mà làm mà cảm thấy là mình hữu ích và mình giúp đỡ những người khác. Cái đó rất là hay. Thì nếu mà như vậy, trong cái thời gian này thì đã nói rồi, bác sĩ theo dõi bệnh nhân của bác sĩ thường xuyên hơn, và bác sĩ cũng ngồi ở nhà nhưng mà phòng mạch vẫn hoạt động. Thì như vậy bác sĩ vẫn tiếp tục coi bệnh nhân của mình theo cái dạng gọi là viễn liên hay là telehealth, telemedicine không bác sĩ? Thì như vậy phòng mạch có tiếp tục hoạt động như vậy cho tới khi nào mà mình mở cửa lại thì anh biết cái tính tôi cũng vậy, nếu mà mình ngồi bó gối chừng 2-3 ngày chắc mình cũng điên lên. Thật ra biết ngày hôm nay thì tôi bằng mọi cách vẫn liên lạc với bệnh nhân để thăm hỏi họ bằng mọi cách, và cũng tập thể dục cũng là cái dịp tốt mà mình ngồi học hỏi lại những cái gì mà mình học mà quên mất rồi. Thì tốt, và cũng vẫn tập thể dục. Thì có sao bác sĩ nghĩ tới chuyện là mở Zoom lên rồi xong rồi mời hết 1-2-30 ông bà bác sĩ, ông bệnh nhân rồi nhảy Zumba với bác sĩ ở văn phòng không? Rất là một cái đi cho mấy chục người thay vì là một người ngồi nhà nói chuyện với nhau. Thật ra đó là một ý kiến tốt, thiết nếu mà chúng ta có thể Zoom để cho mình gặp nhau. Trước đây phụ mà chúng ta cái Atlanta tổ hợp thì có những cái club cho senior đó, cho là các cụ tới mỗi ngày để mà nói chuyện với nhau. Đúng nếu rồi. Mà lúc này mình làm được cái Zoom á, tôi nghĩ rất tốt. Nếu mà thấy được á, để mình cho các cụ gặp nhau qua truyền thông nói chuyện, tôi nghĩ đó là một cái rất tốt đó, nếu mình làm được. Nếu mà cái đó có thể sinh hoạt được thì hôm nào để mình thử nghiệm thử bác sĩ thì coi được, nếu mình làm cái, hoặc là một người đứng trong studio làm việc nhảy yoga hay tập yoga hay là nhảy Zumba rồi mời các quý vị ở nhà dine rồi theo cái dạng đó không bác sĩ. Thì ngoài cái vấn đề đó thì văn phòng của mình vẫn làm việc bình thường, và các lời khuyên của bác sĩ là bây giờ này vẫn tiếp tục cách ly cho những người bệnh nhân của mình và tiếp tục làm những cái việc mà gọi là positive, và làm một cái gì đó cho nó vui vẻ trong hàng ngày để mà khỏi cái bị gọi là depression hoặc là bị cái bệnh trầm cảm bác sĩ. Dạ đúng rồi anh Tuyết, thì chúng ta biết là cái bệnh COVID hiện giờ trên thế giới là khoảng hơn 1.4 triệu người bị, và nước Mỹ con số đã gần 400.000 và cái số tử vong đã lên hơn 100.000 rồi. Thì chúng ta biết là đang là cái thời điểm kêu là big time critical đó, thì chúng ta hy vọng là trong khoảng chừng 2 tuần tới thì những con số sẽ lạc quan, khả quan hơn, nhưng mà chúng ta cũng chưa biết được.
Nhưng mà đến lúc này thì chúng ta vẫn tiếp tục những công việc đã và đang làm mà nó có hiệu quả, tức là vẫn cách ly. Thì chúng tôi xin quý vị cũng tiếp tục là ở nhà bằng mọi cách để mà bảo vệ chính mình, rửa tay, tập thể dục, ăn uống đầy đủ và lạc quan. Và nếu chúng tôi có thể giúp được gì, xin quý vị cứ gọi. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thì như quý vị đã nghe bác sĩ Trí trình bày, tuy là chúng tôi không phải là tâm lý gia gì cả, hoặc là bác sĩ cũng không phải là chuyên gia về tâm lý, nhưng mà chúng tôi chia sẻ những cái điều hữu ích, hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua cái giai đoạn khó khăn này với nhau, và hy vọng là bác sĩ vẫn tiếp tục giúp cho quý vị và giúp cho bệnh nhân của bác sĩ trong thời gian tới này. Và phòng mạch vẫn làm việc các bác sĩ, nếu mà có vẫn hoạt động anh biết, chỉ có mình làm bằng qua là cách ly thôi. Trước khi dứt lời, bác sĩ còn lời khuyên gì cuối cùng cho bệnh nhân của bác sĩ không, hay là khán giả của VNTV? Tôi cũng hy vọng là chính từ bản thân tôi cũng cổ động cho chính mình, và đối với quý vị thì và tất cả bệnh nhân thì cũng hy vọng mọi người lạc quan. Chúng ta biết là chúng ta trải qua những giai đoạn rất là khổ cực và bi quan trong đời sống của người Việt Nam mình rồi, năm 54, năm 68, năm 73, năm 75, những cái cuộc vượt biên mà chúng ta vượt qua hết, thì chúng ta sẽ vượt qua cái này nữa. Và chúng tôi rất tự tin là bệnh nhân của mình, cộng đồng của mình sẽ tiếp tục vững mạnh. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Xin cảm ơn. Okay.